Một chiếc xe Matiz tập lái. Thưa các bác, thì em Xuân Hùng hôm nay lại về một mẫu xe nữa nhé. Rất nhiều các bác đang hỏi thăm là và hỏi mua những chiếc xe tập lái như thế này. Vâng, chào các bác, đây hôm nay là em xin giới thiệu một chiếc xe Matiz 2007, xe tư nhân biển Hải Phòng, màu bạc, và một chiếc xe khá sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đây các bác ạ, thì xe được trang bị la răng đúc cũng như lốp mới cả dàn luôn, đăng kiểm còn dài. Và mẫu xe này thì em đang bán cho các bác với giá là 58 triệu đồng thôi. 2007 nhé. Các bác, 2007 xe tư nhân và la răng đúc lốp đẹp, đang bán là 58 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua xe Matiz về chạy gia đình tập lái thì có thể alo trực tiếp em Xuân Hùng nhé. Em Xuân Hùng đang bán xe tại Lam Sách, Hải Dương và đang có số điện thoại là 0896108883. Đây ạ, về nội thất thì khá đẹp. Đây các bác nhé, có màn hình này, có cam lùi nhé. Đấy, trần là trần da đẹp luôn này. Đấy, ghế thì được bọc thêm hai cái, để thêm hai cái gối ghế này, rất ok luôn. Một chiếc xe bản SE nhé, bản SE chạy ngon lành ạ. Đó nhé, xe máy êm ru và xe không bị đâm đụng va chạm, không bị han mọt gì. Đây là răng đúc nhé, là răng đúc lốp đẹp luôn, lốp Michelin đẹp cả dàn. Đấy, các bác mua về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả nhé. Đấy, ghế da đẹp này, sạch sẽ ngon lành này. Với một chiếc xe mà chỉ có mấy chục triệu thôi, hơn 50 triệu một chút thôi, thì các bác có thể mua chiếc này về để chạy gia đình nhà tập lái này. 58 triệu đồng em có thể bớt cho các bác được ít nữa không nhé. Đấy, có thể bớt được ít nữa để cho các bác mua về đi lại gia đình cho tiện lợi. Đấy chưa? Một chiếc xe chắc chắn và gầm bệ không han mọt nhé. Đấy, gầm bệ không han mọt luôn, xe đẹp và sạch sẽ. Các bác mua về sẵn đi thôi. 2007 ạ. Đấy, bản SE nhé. Và Gia La răng đúc lốp mới cả dàn. Đây ạ, nội thất đây, nó rất là sạch sẽ, gọn gàng. Thì với chiếc xe Matiz nó còn gọn gàng, ngon lành như thế này ấy, các bác nhé, về đi và cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Với cái mẫu này thì cực kỳ tiết kiệm xăng này. Bản SE xịn nhé, không đâm đụng, không va chạm gì. Đấy, một chiếc xe quá ngon. Và bây giờ thì em sẽ nổ máy và cho các bác xem máy này. Vì một chiếc xe Matiz này, thực sự các bác nhé, không cần phải cao xa gì đâu, miễn làm sao cái máy ngon. Đấy, đây. Đấy. Đấy. Máy ngon, điều hòa mát. Đấy, và chạy đường trường, đường dài thoải mái. Đấy các bác nhé. Đây ạ, la răng đúc đây và lốp đẹp đây ạ. Nhớ máy êm ru đây, đây mắt đèn sáng này. Đấy các bác nhé, đây em cho các bác xem vào máy này. Đây, máy sạch sẽ khô ráo và lỗ leo xèo thôi. Đấy các bác nhé, đây là một chiếc xe Matiz mà giá khá rẻ luôn, 2007 và đang bán cho các bác với giá 58 triệu thôi. Cabo có biết rất đẹp đây, sạch sẽ ngon này. Các bác nhé, thì em Xuân Hùng đang có rất nhiều các mẫu xe như thế này để phục vụ cho các bác ít tiền. Bác nào đang có nhu cầu, bác nào đang có nhu cầu mua những mẫu xe như thế này thì alo trực tiếp cho Xuân Hùng nhé, số điện thoại 0896108883. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác.